Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Suy niệm và cầu nguyện. Bài tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan bởi Gioan tẩy giả. Chúa Giêsu đến xin Gioan làm phép rửa. Gioan ngạc nhiên trước hành động này vì ông nhận ra đây là trên Thiên Chúa, đây là đấng mà chính ông mới cần xin phép rửa. Đức Giêsu là Thiên Chúa, Ngài vô tội nhưng đã khiêm hạ đứng vào hàng tội nhân, chấp nhận dìm mình trong dòng nước Giô-đan. Ngài muốn tỏ sự liên đới với các tội nhân, thánh hóa nguồn nước mà trong đó chúng ta sẽ được thanh tẩy, được sạch tội và được làm con cái Thiên Chúa. Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa qua tầng trời mở ra. Thần khí Thiên Chúa ngự xuống và có tiếng phán từ trời. Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Chúng ta được mời gọi suy gẫm về bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Bí tích rửa tội chính là cánh cửa đức tin dẫn chúng ta vào đời sống ân sủng. Qua bí tích này, chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống xứng đáng với hồng ân được làm con Chúa. Ước gì trong lời nói và hành động của chúng ta sẽ trở nên ánh sáng để loan tin mừng cho những người Chúa yêu qua chính đời sống thánh thiện của mình.